Cái vườn lan mình những cây kiếm chỉ có duy nhất những cây kiếm thôi là nó bị những dây nè bạn. Mình đã trị hết rồi thì hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn ha. Mới đầu cái cây mà nó bị là cái đốm nó cực nhỏ các bạn, tức là những cái nó không thấy rõ ràng như là cái này đâu. Nó nhỏ lắm, nó nhỏ giống như là bị thâm kim vậy đó. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là nó là côn trùng hay là một cái vấn đề gì đó để nó làm ra cái bệnh này. Nó bị 70% kiếm, kể cả kiếm phân chí là một cây khỏe mạnh cũng bị luôn. Thế là cái tình hình mà nó bị nhưng mà lại không biết được nó là bị cái gì, nó rất là khó các bạn. Chứ mà nó rõ được như vậy thì biết rồi, nó tháng thư rồi, đúng không bạn? Nó rõ như vậy là biết nó tháng thư rồi. Nhưng khi nó phát bệnh thì nó rất là nhỏ. Thế là mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn cái video này. Qua video này mình chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm để mình xử lý cái sự cố mà khi nó như vậy. Đó là điều mà mong muốn. Mình mong muốn cái video này đem lại cho các bạn. Thì đầu tiên á, là cái nó chỉ đen như đây nè, nó đen như vậy nè các bạn. Mình nhìn kỹ nha. Đó các bạn thấy nè. Đen là một cái kim nhỏ vậy thôi. Một số cây bắt đầu mình thấy nó bị cái bắt đầu nó lan ra 70% vườn luôn. Chậu này bị nè. Ở trong vườn kia mình cũng bị nè. Đây nè, một số cây bị nè. Đó. Mấy này bị nặng nè, đó các bạn thấy ha. Đây nè bị nè. Đó. Bây giờ chữa nó thành thẹo rồi nhưng mà nó xấu vườn mình. Giờ mất giá trị và cái cây đó là nó sẽ bị hư, cái lá nó là coi như vậy hoài luôn, là sẽ không làm cho nó hết được. Đó. Đây, nó bị nữa nè. Đó. Rồi các bạn thấy lá mới là nó hết rồi nè. Đây. Lá cũ bự, cái cũ mới hết bị, giờ mình yên tâm. Còn không nó rồi tốc độ mình lây lan mình thấy nó đứng liền, nó hết liền. Nên mình sẽ yên tâm là nó hết rồi. Rồi mình bắt đầu mình sẽ vô cái phần 2, mình nói là cái hướng xử lý của mình. Cái đầu tiên mà mình không biết nó bị cái gì thì đầu tiên là quy cho tưới phi san Mỹ luôn. Kiếm là mắc tiền, một củ kiếm này là đủ mua mấy chai phi san rồi. Thế là mình chơi vô mình tưới phi san luôn, phi san Mỹ. Mình tưới 1 đến 2 lần mình để mục đích là mình sát trùng, ngừa vi khuẩn, virus nắm bệnh trong vườn mình ngừa hết. Vì lý do là nó có khả năng là mầm bệnh nó bay từ lá này, nó bay qua lá kia, hoặc là mình khi cái lá bị bệnh này nè, mình tưới cái nước vô nó bắn cái nước này qua cái lá này là nó bị bệnh nha bạn ha. Thì mình muốn mình sát trùng, nó giống như là cái vụ Covid kỳ rồi, là nơi nào mà bị một cái là người ta phun thuốc sát trùng để là loại diệt trừ hết luôn những cái mầm bệnh trong cái không khí và trên những cái lá bị bệnh đó. Thế là mình dùng cái chiêu đó, mình tưới, đầu tiên là mình tưới phi san để mình diệt hết những cái mầm móng bệnh mà nó tồn trong cây, lá cây bên ngoài, nhưng cái nội tại nó vẫn chưa diệt được. Xong sau đó là mình cũng nghi rồi, bắt đầu mình nghi nó bệnh tháng thư. Rồi, mình dùng chai cam su, mình pha với đa cunin, hai cái thuốc trị tháng thư rất là tuyệt vời đó. Mình pha chung với nhau, mình tưới 3 lần. Rồi mình cũng sợ một số bệnh khác nữa. Cái mình có thể mình lúc đó thì thực sự là mình chỉ tưới cái cam su với daconin, nhưng lúc đó mình có thêm một số cái thuốc mà còn dư lại như là topsin mình cũng cho tưới luôn. Nhưng lúc đó là mình phát hiện là nó đã đứng bệnh rồi, thì cái chủ lực nó vẫn là cái cam su và cái daconin các bạn. Vì sao ạ? Vì sao Mai Quy lại tưới cái đó ? Vì cái cam su là chuyên trị tháng thư mà trị nội hấp, tức là trị từ bên trong trị ra. Còn daconin là trị bệnh khoảng 250 cái bệnh từ bên ngoài nó trị vào, trong đó có tháng thư. Mình muốn dùng một cái cam su là để dập tắt cái bệnh tháng thư này, còn mình dùng cái daconin là để phủ rộng những cái bệnh, tại vì mình không biết chắc nó phải là tháng thư hay không, cái đó là một điều khó. Nên thành ra là mình dùng cái daconin để mình phủ rộng cái bệnh, để lỡ có lòi bệnh khác thì nó cũng tiêu luôn các bạn ha, triệt tiêu cái bệnh khác luôn. Và cuối cùng thì mình thấy tưới khoảng 5 lần từ phi san cho đến cái cặp đó thì mình thấy là tới đây lá mới đẹp hoàn toàn. Đây, cái cũ của lá bên đây xấu tệ ha, nó đẻ cái cũ mới đẹp không tì vết luôn. Rất là khó khi mà mình bị một cái bệnh mà không biết nó là bệnh gì các bạn ha. Rồi cuối cùng là thành công. Thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm, cái hướng xử lý
mà khi cây mình bị bệnh mà mình không biết nó bệnh gì, qua cái video này cho các bạn. Thì trong lúc mà các bạn chờ nó không biết bệnh gì, các bạn xử lý cho mình cái phi san, cái sát trùng cho nguyên cái vườn mình đi, rồi mình hỏi chuyên gia hay là mình đoán bệnh sao. Đó, thì cái qua cái video này mình muốn chia sẻ các bạn như vậy. Thì nếu các bạn có xảy ra tình huống này thì các bạn có thể xử lý theo hướng của mình, và mình dùng cái những cái chất mà nó diệt trừ rộng như là thằng Dacunin để mình diệt trừ rộng cho nó ha. Rồi những cái mancozet thì kia đó các bạn khó, các bạn tưới diệt trừ rộng, nhưng phải biết cái bệnh, đúng cái bệnh nó, để các bạn tưới một phát một là nó hết liền các bạn ha. Thì cái này là nó có tháng thư đó, nó cái vết lá này nó có tháng thư, nó có cả nhìn nó ghê thì nó có cả vi khuẩn trong đây đúng không ạ, nó có cả bị khuẩn trong đó. Nhưng mà rõ ràng mình tưới phi san là ổn rồi, nổi hấp phi san là nó diệt hết đó, từ khuẩn, từ virus và nấm bệnh luôn. Nó là một cái điều tuyệt vời để Mai Quy muốn nói trong video này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy chia sẻ về cái xử lý ha. Nếu các bạn đã gặp phải, các bạn có gì comment gì mình dưới, các bạn có nhu cầu phân phối các bạn cứ đặt mua bên công ty mình. Còn cái clip này mình muốn chia sẻ cho các bạn biết cái vậy thôi ha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn.